Xin chào các bạn, hôm nay Bằng sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một cửa hàng nữa bán đồ điện tử cũ giá rẻ ở Mỹ. Và đây là một trong những cái cửa hàng của EcoTown. Trong cái video lần trước Bằng có chia sẻ các bạn về EcoTown rồi, và hôm nay họ mở thêm một cái cửa hàng mới nữa ở gần South Coast Plaza. Và cái cửa hàng này thì họ cũng một mục đích chung của họ là muốn giảm bớt cái lượng rác thải công nghiệp. Và bây giờ thì mời các bạn cùng với Bằng chúng ta vô trong để tham quan cái cửa hàng này có gì nha các bạn. À, theo như Bằng biết thì cửa hàng này họ mới mở và nó lớn gấp đôi cái cửa hàng hôm trước ở Fountain Valley. Cái này được bảo hành 3 tháng các bạn. Họ bảo hành cho mình 3 tháng. Rồi của JBL. Giá là 200 đô. Cái này chắc hàng hiệu. Hơi mắc. Cái này bự thì bự có 40 đô. Cặp loa Sony này 20 đô. Hello. Thật ra thì Bằng cũng đang đi tìm một cái bộ ampli với lo để làm cái dàn karaoke ở nhà. Đây cassette nè. Máy cassette. Đây, mấy cái máy này hết sản xuất rồi. Máy cassette này nhìn xịn đúng không? Yeah. Wow, hôm trước mẹ với Ray kêu mua một cái lo South Spa này nè để coi phim, xem TV, chắc chút xíu cũng sẽ lựa một cái. Đây là mấy cái lo đứng nè các bạn. Cái này có 50 đô thôi. JBL, cái này JBL 70 đô. Ô nè, hôm bữa có một bạn nói với Bằng là thích cái dòng lo này nè, Onkyo. Bạn cũng không biết cái thương hiệu lo này đúng không? Mấy người mà chơi âm thanh thì họ biết cái thương hiệu này nhá, Onkyo. Cái này bự ghê, giá 80 đô các bạn. Nhưng mà cái này chỉ được có một ngày refund thôi. Là mình mua xong rồi mình chỉ được có một ngày thôi, nghĩa là bạn phải test, bạn phải trả lên liền. Và cái lo post. Cái này có giá 300, nó một cặp luôn các bạn. Cặp rồi, còn cái trong nữa. Cái lo này nghe chất lượng hết trời. 300. Được 10 ngày rồi qua anh Thiên. Hai cái lo này ngon quá ha. Hai cái lo này để nghe karaoke là hồi hết ý luôn á trời. 800. 800 được 10 ngày rồi. Được rồi. Lo bự ghê. Có mấy cái rồi. Để coi thử thích cái nào hỏi mua một cái. Này có Samsung. Nó vai rồ đó, không xịn đâu. Này mấy cái soundbar. Coi của Samsung hoặc Sony á. Samsung này 30 nè. Này là 30. Này cái sao ba này của Samsung bằng 30. Không biết này bao nhiêu tấc rồi ta, không thấy ghi. Không thấy nó ghi bao nhiêu tấc. Cái này mua ở đây các bạn phải coi cái tên, xong sau đó mình lên internet á.
mình search liền cái tên đó để mình biết cái thông tin của nó. Mấy cây ukulele này có mấy chục rồi các bạn, 70. Mấy cây trên đó cũng rẻ, có mấy chục rồi. Một hàng guitar này. Trời ơi trời, mấy người mà mê guitar như bằng là vô đây chắc không có về luôn. Chu cha mày, lấy cái guitar không? Sao cây này rẻ, có 60 đô. Cây này guitar của nít các bạn, 60 đô cho mấy bé nhỏ tập. Ở bên đây là hàng guitar xịn không à, giá nó cao. Coi nè, hàng guitar. Đó, quá đã luôn. Cây này có giá là 220. Thấy hiệu này bằng không biết. Cây này của Fender các bạn, hiệu này guitar này cũng xịn lắm á. Cái này guitar 12 dây, 270. Này guitar điện nè, guitar điện này bèo hơn, giá rẻ hơn. Này cây bass 140. Cây này thì không đẹp quá ha. Cây này 450. Đây là mấy cây bên kia hồi nãy là hàng xịn nè. Đây hàng thường có 100 mấy, 200 cây à. Này có 150 các bạn. Ngon không? Trời ơi, chua trời. Quá đã. Cây này có 200, 250. Cây này có 150. Cây này 150. Là mấy cây này trở đi còn có 100 mấy các bạn. Hiệu Cod này Fender, cây này cây của Fender thì giá 600. Mấy cây Fender có giá 600 các bạn. Có cây Fender này giá 550 nè. Để quay cho các bạn coi hết luôn nguyên cái cu của nó nè. Cu cha ơi. Đúng là nó lớn hơn bên kia nhiều quá. Bên đây còn có lo đó nè, cái đầu đĩa với lo. You do what? Hey. What's happened? Are we famous now? Oh yeah. What? Yeah. All right. Này là máy ảnh, lên máy ảnh, mấy cái lên này thường có mấy chục đô thôi. Chút nó quay lên cái này trống mà, chà mấy cái trống bự ghê. Cái trống này, trống này 75 đô một cái. Cái này 55 đô, bạn không biết chơi trống à, thấy nhìn cũng xiềng quá ha. Organ, cây organ này 200, cây này của Casio. Này Yamaha này chắc đời cũ rồi các bạn. Cái này đời cũ lắm à. Này có 30 đồng cây rồi thì nhiều lắm. Có cây guitar đồ chơi, guitar đồ chơi của bé Ray. Ok, rồi thôi bạn đi lên phía trên để quay cho các bạn coi, ở trên còn nhiều lắm. Cái này mới có một góc nhỏ của nó thôi các bạn. Bên đây là cái này điện thoại các bạn, điện thoại bàn, lo với tivi nè, lo. Kìa bên đây ít ai đi mua tivi các bạn, bởi vì tivi nó hay sale ở trong mấy cửa hàng như Best Buy hoặc Target á. Mới vừa đợt vừa rồi nó sale một cái tivi 4K 65 inch có 230, 240 gì à. Này mấy cái tivi tivi ít ai sẽ mua lắm. Mấy này là mấy cái đồ điện tử chờ máy tính á. Cái mềm của máy tính Z390. Rồi có cặp lo này để hát nhạc sống. 400 đô. Còn mấy cái amply nè.
này giống mấy như chục. Mới luôn á, lại brand new luôn á. Của mình là chắc xài cái này là được. Đấy, cái này thường thường được rồi. 50. Nhưng mà cái này là giống như mới luôn á anh nè. Mới để nè. Cái này brand new hả? Like brand new luôn, gần mới. Cái này mới. Giá 120. Cái này là hàng xịn, nó bỏ trong đây các bạn. Hàng ba hàng xịn không? Cái này cái kèn gì đó, phần không rành cái kèn này, hiểu của Yamaha 300. Cái lo di động của Fender không thấy giá luôn. Cái này là mấy cái bộ dụng cụ chỉnh của đề guitar điện đó. Nè, có một cái bàn DJ nữa. Cái bàn DJ này giá 300 các bạn, còn mới các bạn. Còn cái này nó nói là mình không có mua ở đây được, mình phải mua online rồi tới pick up. Mấy cái đồ trong đây không có được lấy. Mấy đồ trong tủ là mình không được lấy liền, mà phải đặt online xong mới tới được lấy các bạn. Phải vô online nó đặt trước. Ok, mình qua đây quay cho bạn coi tiếp. Đây là khu bán máy ảnh nè. Đây, máy ảnh nè. Như bên đây bán lens máy ảnh mắc hơn bên kia. Wow, cái lens này 180 khẩu 2.8 các bạn, của Nikon, giá 750, còn mới luôn á, brand new. Customer 160, your assessment has been completed. Customer 160, your assessment has been completed. Thank you for waiting. Khu này bán túi sách, mấy cái túi của trẻ em. Các bạn vô cái khu bán âm ly, quay cho bạn coi. Mấy cái âm ly bạn, có người Anh ở Việt Nam mê cái hiệu này lắm nè. Tin không? Giá 100 các bạn. Này cũ nha, khu này bán đồ cũ các bạn. Cái này của TF gì đó. Rồi cảm ơn, cái amply này đẹp quá ha. Bằng không rành mấy cái này. Hết trời rồi. Này có Yamaha 50 đô. Này chắc phải liên lạc với người Anh ở Việt Nam để nhờ anh chỉ lắp một cái dàn cao kê quá. Anh rành âm thanh hơn bằng, anh rành mấy cái lo với âm ly rồi hơn. Quá đẹp. Mình cửa Yamaha có mấy chục đô, 50 đô. Mấy cái này bên đây rẻ lắm. Onkyo nè, 80 đô. Sony. Wow, nhiều lắm các bạn ơi. Khu này lớn hơn kia nhiều. 15 đô. 5 đồng nè. Còn mới luôn hả? Mới cấu luôn á. Ồ, bữa mới mua này cho béo ray các bạn, đựng iPad á, 15 đô. Cái này có 5 đồng à. Có 5 đồng thôi mà mua rồi. Ồ, tiếc quá. Hả? Sao đó? Tiếc quá. Đợi giờ nào có đứa nữa mua. Ok, các bạn nhớ coi video và nhớ bấm like, share và subscribe cho bằng nha. Để bằng tiếp tục quay cho các bạn coi. Ở đây là bán túi sách các bạn. Cái này túi sách thường thôi, không phải túi sách hiệu gì xịn cho lắm, này là hàng thường thôi. Chứ túi sách hiệu là bỏ trong tủ á. Thì kiếm mấy túi sách hiệu. Này cho mấy chị nào mà thích á. Thật ra bên đây các bạn biết không, người ta nhiều đồ lắm, người ta nhiều khi người ta chỉ mang có một hai lần á, người ta bỏ luôn, hoặc người ta được bạn bè tặng á, xong người ta bỏ vô tủ, người ta cất, người ta cũng không nhớ nằm đâu nữa. Đây, này tai nghe nè. Tai nghe. Wow, ở đây có một cây piano của Yamaha. Cây này có giá là 5.500, cha cha cha. Khủng khiếp.
có giá 3.300. Wow, cái này là cái bộ Zippo sưu tầm của lính cứu hỏa các bạn. Wow, chà, bằng bỏ thuốc lá rồi chứ không mà mua cái bộ này đẹp quá nha. Coi nè, có 40 đô các bạn, nguyên bộ luôn, có cây búa luôn. Bộ này bộ thợ săn, bên đây là bộ thợ săn. Cái này cũng 40 đô luôn. Zippo đẹp quá ha. Có tủ để chân đẹp cực kỳ. Nhìn đẹp ha. Có 40 đô. Đẹp quá này. Lính cứu hỏa. Lính cứu hỏa ở Mỹ là anh hùng rồi các bạn. À, những người anh hùng. Ở Mỹ là lính cứu hỏa rất là được coi trọng. Cảm ơn các bạn đã xem video của Bằng. Và các bạn nhớ bấm nút subscribe để ủng hộ Bằng, để Bằng quay tiếp những cái video mới cho các bạn coi nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của Bằng. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của Bằng mỗi tuần nha. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.